Ok, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúng ta quay trở lại với cái phần câu chuyện của bài số 10. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ xem cái cách mà chúng ta sử dụng những cái từ ở trong cái văn bản là như thế nào, đúng nhỉ? Và cái cách mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta đọc được cái bài này và chúng ta hiểu được cái bài trong cái câu chuyện này một cách đơn giản ha. Rồi xin mời các bạn và các anh chị chúng ta cùng nhau lắng nghe. Đầu tiên chúng ta có là the first peacock, con peacock là con công đầu tiên đó, sự tích về nó ha. Argos lived in ancient Greece, tức là một cái người tên là Argos là đã sống ở trong cái bộ tộc của Hy Lạp, đúng nha. He was a husband and a proud father. Đấy. Anh ta là một cái người husband, là một người chồng và một người cha đáng tự hào. Đó. He worked hard and did well at his shop. He did work hard and did well at his shop. Thì cái phần này chúng ta để ý là từ worked, âm cây và âm thi ha, hard kéo dài một chút đó. At his job đó. Từ his thì chúng ta nhớ rằng cái từ z ở cuối và job kéo dài ra. But one thing about him wasn't normal, wasn't normal. Okay, he was born with 100 eyes. Okay, having many eyes was usually a benefit. Okay, a benefit to him. He had a chance to see many things. Chance, nhớ là có Messi nha. Also, chứ không phải là also nha. Also, since Messi đó. He had so many eyes. He was very good at guarding things. While sleeping, he only rested a few eyes at a time. Đó, rested, cái từ, khi mà chúng ta có cái từ quá khứ, từ rest, thì chúng ta đọc là rested. Okay. The others stayed awake. He worked for Hera, a great goddess. Goddess. His primary function was to guard a special cow. The cow was very important to Hera. It was her favorite pet, The most essential part of his job was to keep the cow alone. Alone, chứ không phải là alone nha. Alone. It had to be kept separate from all the other cows and far away from people. Okay, rồi. It was an easy job for Argos. The cow just ate grass all day, but the god Zeus wanted the cow. He wanted to take it away from Hera. He had a plan. Okay, he found a great music player. He asked the man to play a beautiful song for Argos. Zeus was certain Argos would go to sleep. Rồi tiếp theo chúng ta có là the song had an immediate effect. Argos couldn't focus on his job. He fell asleep. Zeus saw this, and he took the cow. Hera was very angry with Argos. She turned him into a peacock. Peacock, con pi bật hơi nha. She put his many eyes on his tail. Argos was very sad. Zeus saw how much trouble he had caused Argos. He made another plan. He turned Argos into a group of stars. He wanted Argos to remain in the sky forever. Even today, Argos' image remains there, above the site where all his problems began. We can still see him in the night sky. Ok, thì đó là cái phần đọc cho các bạn nghe qua. Và chúng ta có một vài từ, nhưng mà phần này cũng không có nhiều từ khó đọc đâu, đúng không ạ? Rồi, thì tôi sẽ dịch qua một chút để các bạn nắm qua được cái bài này thôi, để nhá, để các bạn tham khảo nhá. Ok, bài này nghĩa là gì ạ? Argos, cái con công đầu tiên á. Cái người đàn ông tên là Argos này thì sống ở trong một cái bộ tộc Hy Lạp. Anh ta là một người chồng và một người cha rất là đáng tự hào. Anh ta làm việc rất là chăm chỉ và làm rất là tốt. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất á, về anh ấy mà không có giống người khác, tức là không có giống bình thường. Đó là anh ta sinh ra với những 100 cái mắt. Và cái việc mà có nhiều mắt như vậy thì đã giúp cho anh rất là nhiều nhiều điều thuận lợi. Anh ta có cái cơ hội để mà nhìn được rất nhiều thứ. Và
kể từ khi mà anh ta có nhiều mắt như vậy á, thì anh ta cũng rất là giỏi trong cái việc là bảo vệ đồ. Trong khi mà ngủ thì anh ta chỉ ngủ có một vài cái con mắt thôi, còn những con mắt khác thì vẫn thức. Anh ta đã làm việc cho người tên là Hera, một vị lãnh, một vị Hera tức là một vị, một cái người chú tể đó, một cái người lãnh, một cái vị chúa, vị chúa đó. Và cái his primary function, cái nhiệm vụ chính là để mà chỉ có để là bảo vệ cho một cái con bò đặc biệt. Và cái con bò này thì là một con rất là quan trọng đối với vị thần Hera, và nó là một trong những cái con vật rất là yêu thích của cô ấy. Và cái phần mà không thể thiếu được, quan trọng nhất trong cái phần công việc đó là phải giữ nó một mình thôi, tách biệt với tất cả những cái con bò khác, hay là phải cách xa cả con người nữa. Và cái điều này thì là một cái công việc rất là dễ dàng đối với Argos. Con bò thì chỉ có ăn cỏ cả ngày thôi, nhưng mà có một vị chúa tên là Zeus thì là rất là muốn, còn cũng muốn cái con bò đó, và anh ta muốn là lấy nó khỏi Hera. Và anh ta đã lên một cái kế hoạch là tìm một cái người chơi nhạc thật là giỏi, và nhờ cái người đàn ông đó chơi cái bài hát hay cho Argo nghe. Và Zeus thì chắc chắn một điều là gì ạ, Argo sẽ buồn ngủ. Và cái bài hát đó thì ngay lập tức là nó phát huy cái hiệu quả, và Argo sẽ không thể tập trung được vào cái công việc của mình, và anh ta bắt đầu buồn ngủ. Và như vậy thì Zeus, bị thần Zeus nhìn thấy cái điều đó và đã lấy con bò. Hera rất là giận dữ với Argos, cô ta đã biến anh ấy thành một con công, và cô ấy đã đẩy lên cái đuôi của anh ta rất nhiều những con mắt. Và Argos thì rất là buồn. Zeus, bị thần đó, biết đã nhìn thấy tất cả những cái vấn đề gây ra cho Argos, và anh ta đã lên một cái kế hoạch là biến Argos này trở thành một cái nhóm của các cái vì sao. Và anh ta muốn Argos này thì vẫn lưu mãi ở trên cái bầu trời, và kể từ ngày đó thì hình ảnh của Argos thì luôn luôn ở trên trời đó. Và chúng ta có thể nhìn thấy anh ấy vào mỗi một buổi tối khi mà trời đã tối rồi đó. Thì cái phần này chúng ta thấy là một cái sự tích cân công thôi, đúng nha. Tại sao lại như thế thì các bạn có thể đọc thêm và hiểu thêm nhé. Rồi, và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đang xem cái video này, và chúng ta đừng quên là đăng ký kênh để chúng ta nhận được cái video sớm nhất nhé, và đồng thời chia sẻ thêm cho những người bạn khác của mình cùng xem nữa. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở trong phần video tiếp theo. Xin chào và